xin phép chào quý vị các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi cái icon của máy tính bị sắp xếp rất là ship nhau như thế này. Đấy. Đấy. Thì ở đây là các bạn nhìn quan sát này, các cái icon này nó sắp xếp rất là sát nhau và nó bị biến mất chữ ở phía dưới luôn. Thì đầu tiên là các bạn hãy vào cái phần tìm kiếm này, gõ cho mình chữ Re, Dip và Enter và chọn Yes để cho nó chạy và kéo lên, đó nó chính là Regedit Editor. Thì các bạn hãy vào cái Hacky Current User ở đây. Đấy. Sau đó các bạn hãy vào cái mục mục ở đây là Control Panel này, và tiếp đến là hãy vào cái mục desktop ở phía trên đây các bạn. Đấy, desktop, sau đó các bạn vào Window Matrix và ở đây các bạn hãy tìm mình cái mục Icon Vertical Spacing và chọn cái giá trị value data ở đây là -11525 và đánh OK. Và bước thứ hai đấy là các bạn hãy chọn cho mình cái icon spacing và giá trị cũng đặt là -11125 và sau đó là tắt cái chương trình Regedit này đi và sau đó là khởi động lại máy tính. Đấy, khởi động lại máy tính nha. Và sau khi khởi động lại máy tính thì chúng ta sẽ đợi một lúc để máy tính của bạn sẽ khởi động lại và chúng ta xem thành quả của việc làm của chúng ta sửa chữa đã được OK hay chưa. Thì chỉ còn khoảng mấy giây nữa thôi là máy tính của bạn bên kia sẽ lên. Và như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra là cái việc sửa như vậy là đã đạt yêu cầu hay chưa. Và cái lỗi này cũng rất là hiếm khi mà gặp được và rất là ít khi gặp. À, đây mình kết nối lên cái máy lúc nãy mình đã sửa, thì các bạn có thể thấy bây giờ icon khoảng cách và cũng như là các chữ này nó đã xuất hiện rất là hợp lý rồi và nó trở về bình thường. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này.